Chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người vào nhạc bài cuối của Twice, đó là bài I Can't Stop Me. Về bài này thì mình sẽ hướng dẫn và cùng vào nhạc của mọi người phần điệp khúc 2 và phần cuối bài nha. Bởi vì là điệp khúc sẽ là lại 3 lần và động tác rất là giống nhau. Về phần hướng dẫn chi tiết động tác thì mình sẽ gắn link ở phần dưới mô tả hoặc là ở phía trên này. Thì mọi người hãy theo dõi nhé. Trước khi vào bài thì mọi người hãy like và